Vâng, xin kính chào tất cả các bác. Chào mừng các bác đến kênh ô tô cũ Duy Khánh Hải Phòng. Vâng, bên em là đơn vị chuyên kinh doanh mua bán tất cả các loại xe ô tô cũ từ 2 đến 8 chỗ ngồi. Có địa chỉ tại số 1 Bắc Sơn, An Dương, thành phố Hải Phòng, đối diện chùa Cao Linh. Vâng, trong buổi sáng ngày hôm nay em lại review lên sóng giới thiệu với các bác một mẫu xe vừa cập bến cửa hàng. À xin lỗi các bác nhé. Một chiếc xe bên cửa hàng em bán cắt lỗ. Một chiếc Kia Morning có ba bản C là bản đủ các bác nhé, trang bị 4 bánh na răng đúc, phanh đĩa ABS, túi khí đầy đủ, đèn gầm bản đủ, xi nhan tích hợp trên gương. Ngày thời gian trước thì bên cửa hàng em bán mức giá là 240 triệu đồng, nhưng hiện tại thì bên cửa hàng đang giảm giá bán cắt lỗ, giờ chỉ còn 225 triệu đồng các bác nhé. Kia Morning bản C bản đủ có năm sản xuất 2014. Đấy, sơn C màu bạc, mang biển kiểm soát 34A 21035. Vâng, bác làm ở đúng chất mẫu xe này đấy, nhắc máy liên hệ trực tiếp em Khánh theo số điện thoại 0917165240 hoặc kết bạn Zalo với em để biết thêm chi tiết về chiếc xe này cũng như trao đổi thông tin về giá cả. Đấy, sơn C màu bạc, sơn C thì nguyên bản. Đó, sơn xi rất là đẹp các nhá. 4 bánh na răng đúc, 4 của lốp thì rất là mới các bác này, 8-90% này. Mua lốp thì cực kỳ ok các bác nhá. Kia Morning bản xi bản đủ, chân kính về mưa đầy đủ các bác nhá. Trang bị túi khí. Một chiếc xe gia đình không taxi dịch vụ, không đâm xô tai nạn ngập nước, 225 triệu đồng các bác nhé. Được trang bị màn hình cam lùi đầy đủ, màn hình Android đây các bác. Trần nỉ nguyên bản, ghế da nguyên bản. Kia Morning đó, bản đủ bản C, tức là một chiếc xe nhập khẩu các bác nhé. Phần ốc bàn này này chưa đụng đến cà lê màu lết này. Một chiếc xe gia đình không taxi dịch vụ, sản xuất 2014, mức giá rất là hời các bác nhé. Bảng tổng, gương kính chỉnh điện, gương cụp xe. Phần táp ly cánh trước bên lái này, 4 cánh, 4 khung cánh cửa rất là ok các bác nhé. Keo chỉ zin Morning C bản đủ. Vâng, bác làm mà mới xem video của em lần đầu thì nhớ ủng hộ em bằng cách like, đăng ký kênh, chia sẻ kênh, bấm nút chuông phía bên phải màn hình để được cập nhật những mẫu xe mới nhất về cửa hàng mà em đưa lên. Đó, cột kèo đinh bấm răng rực nguyên zin theo nhà máy sản xuất. Bảng táp ly cánh sau bên đấy đây, bên lái này các bác, keo chỉ zin. Đó, một chiếc xe gia đình. Dòng xe này nhỏ gọn xinh xinh này, di chuyển rất là dễ dàng nhé các bác nhé, xăng tiết kiệm. Kia Morning hai cụm đèn phanh này, đèn hậu này quá là ok các bác nhé. Trang bị cả cảm biến lùi các bác. Đó, gầm bệ chắc lịch các bác nhá. Đó, đó là một đúng chất mẫu xe này, mua về đi Tết thì đúng là hết thuốc các bác nhá. Tiết kiệm nhiên liệu, đi lại tránh mưa tránh rét. Đó, ốc bần lề đây các bác này, keo chỉ lắp cốp đây các bác. Kia Morning bản xi bản nhập, trang bị 4 bánh na răng đúc, phanh đĩa ABS, túi khí đầy đủ các bác nhé. Nhỏ gọn xinh xinh.
một chiếc xe gia đình không taxi dịch vụ, không đâm xô tai nạn ngập nước. Đó. Với một mức giá là rất hời. Giá cực tốt cho các bác nhé. Dòng xe này chỉ hết tầm 5 đến 6 lít trên 100 cây các bác nhé. Bảng táp ly cánh trước bên phụ đây, quá là ok nhé. Keo chỉ zin. Cột kèo đinh bấm đây, nguyên zin theo nhà máy sản xuất này. Xi nhan tích hợp trên gương, gương chính, kính chỉnh điện, cụp xe, đèn halogen này. Chiếc xe có hạn đăng kiểm dài miên man đến tháng 5 2022. Bên em bán cắt lỗ gần 20 triệu đây các bác nhé. Bản táp lô đồng hồ đây các bác. Máy đã lỗ các bác. Máy lỗ rất êm các bác nhé. Đó. Trang bị túi khí này. Xi nhan. Đèn cảnh báo. Màn hình Android. Bắt wifi. Dùng sim. Điều hòa auto các bác nhé. Đó. Điều hòa nóng lạnh. Gương cụp xòe. Đó. Trang bị rất là hiện đại. Gương chỉnh điện. Đó. Kính rất chân chu, trần lý nguyên bản các bác nhé. Đó. Gương chiếu hậu đây các bác. Phần đèn trần. Đấy, vô lăng tích hợp tín phím âm lượng tắt tiếng này, lách bài này, phím dừng gấp này. Gương chỉnh rất dễ dàng. Kính hoạt động rất trơn tru các bác nhé. Trang bị cái chỗ để kính này các bác. Phần chắn nắng này rất là sạch sẽ nhé. Phần quả số đây các bác. Phanh tay. Vâng, một mức giá rất tốt cho các bác nhé. Vâng, sau đây em sẽ tiến vào phần phong máy này. Morning C, sản xuất 2014. Máy xăng số sàn 225 triệu đồng. Một mức giá không thể tốt hơn các bác nhé. Vâng, máy đang nổ các bác nhé. Máy nổ rất là ok các bác này. Rất là nhẹ. Máy móc thì cực kỳ khô ráo sạch sẽ nhá. Nó còn này đây. Nó cốp đây các bạn. Kia Molly.
Vâng, vừa rồi em đã review lên sóng báo giá tới các bác một mẫu xe bên cửa em bán cắt lỗ. Thời điểm trước là bên em đăng giá bán 240 triệu đồng. Hiện tại bây giờ cửa hàng chỉ chào mức giá bán là 225 triệu đồng thôi các bác nhé. Một chiếc xe Kia Morning bản C bản đủ nhập khẩu nguyên chiếc từ Hàn Quốc. Trang bị 4 bánh răng đúc, phanh đĩa ABS, túi khí đầy đủ, gương kính chỉnh điện, cụp xòe. Đã được lăn, màn hình Android, xịn, cam lùi đầy đủ. Vâng, bác làm mà đúng chất mẫu xe này thì nhấc máy liên hệ trực tiếp em Khánh theo số điện thoại 0917162240 hoặc kết bạn Zalo với em để biết thêm chi tiết về chiếc xe này cũng như trao đổi thêm thông tin về giá cả. Vâng, em xin được kết thúc video đây. Em xin chân thành cảm ơn. Xin chào và hẹn gặp lại các bác ở những video tiếp theo.